Vâng, đá phong thủy LNG xin chào cả nhà nhé. Em xin chào các thành viên đã đồng hành cùng LNG suốt thời gian qua nhé. Và ở cái video này thì em muốn chia sẻ đến các bạn về một cái dòng đá Granite Horolay ha, một dòng đá nước ngoài nhập về những con thô hoàn toàn thiên nhiên và qua chế tác để thành những cái sản phẩm để chúng ta lên trang sức vận dụng cho phong thủy nha. Thì ở cái video này em cũng chia sẻ những cái kiến thức để chúng ta nhận định được đâu là cái dòng granite tuyệt vời này và đâu là những cái dòng granite thông thường. Thì granite thì tên tiếng Anh là granite, nhưng mà tên tiếng Việt của nó cũng rất là dễ thương. Thì dòng granite này tên tiếng Việt gọi là ngọc hồng lựu như cả nhà mình nhé. Và cái ngọc hồng lựu này thì nó có rất là nhiều gam màu, nhưng mà chung quy thì nó cũng là cho mạng hỏa với mạng thổ mà thôi. Thì tông màu của granite horolay này nó gồm có đỏ, hồng, tím, cam, tím hồng, tím đỏ, tím cam, đỏ cam, đỏ tím, đỏ hồng, vân vân và vân vân. Vân vẫn là những cái tông màu của mệnh hỏa, nhưng mà nó lai tạp lẫn nhau ra những cái tông màu khá là đặc sắc. Và có những viên thì nó có những cái hiệu ứng mà có một số người chơi rất là thích bởi vì cái tính chất độc lạ của nó. Thì như cả nhà mình thấy là trước mắt chúng ta ha, thì bên tay trái và bên tay phải là hai khay đá thô. Thì chắc quý vị cũng không có xa lạ gì với bên phía LNG về cái sản lượng đá thô các loại thì rất là nhiều và dồi dào. Bởi vì thế thì quý vị làm ơn khi mà hỏi hàng em, thì để tránh mất thời gian của hai bên, cả nhà mình đừng có hỏi là bên LNG đá có phải là đá thật hay không, hay là đá có xử lý hay không giùm em nhé. Vâng, thì với cái sản lượng thô luôn thường xuyên nhập bên em, vâng, bên em liên kết với những cái điểm khai thác nên thành ra là hàng thô nhập về liên tục. Thì để mà mài ra, để mà với cái sản lượng thô như thế để mài ra thì không biết là bao giờ mới hết. Thì khi nào hết cái hàng này đi rồi mới tính nha, chứ em không có kinh doanh những cái hàng như là đá tổng hợp hay là thủy tinh màu như cả nhà mình nhé. Vâng, bởi vì sao không kinh doanh những cái dòng đá tổng hợp hoặc là thủy tinh màu? Bởi vì thủy tinh màu hoặc là đá tổng hợp nó không có tính chất tâm linh, nó không hỗ trợ cho phong thủy. Và việc hiển nhiên là do em không có thích thủy tinh, em chỉ thích đá thiên nhiên mà thôi. Và có một điều em muốn gửi gắm đến quý vị, thì trong cái việc kinh doanh của em ha, thì có một thứ em sẵn sàng mua với bất cứ giá nào, đó là uy tín. Và có một thứ em cũng không bao giờ bán, đó cũng là uy tín. Bởi vì thế mong cả nhà ủng hộ và đồng hành cùng LNG nha. Rồi thì bây giờ em sẽ chia sẻ những cái kiến thức về cái dòng đá granite này, hay còn gọi là ngọc hồng lựu như cả nhà mình nha. Vâng, thì đây là những cái viên đá thô, những cái viên đá thô được nhập từ nước ngoài về. Bởi vì cái dòng đá granite này của Việt Nam chúng ta thì nó sẽ tối hơn ha. Nó sẽ tối hơn và cả nhà mình sẽ bắt gặp được là cái sự không có được đỏ ao như thế này. Để em bật đèn trắng cho nó ra cái màu thật của nó. Đó, không có được bắt lửa mạnh và rực như vậy, mà nó là một cái tông đen và nước đen hoàn toàn nguyên viên. Thì cái cầm khi cả nhà mình cầm một con thô lên ha, cả nhà mình cầm một con thô lên nó như vậy thì nó là dòng granite horolay nè. Cả nhà mình có thể thấy là nó rất là đỏ và rất là tươi. Còn nếu mà chúng ta cầm lên như vậy mà nó đen thui, đen xì lì ha, là một là granite Lào, hai là granite Việt mà thôi. Thì bởi vì sao mà LNG lại chọn lựa là cái mặt hàng granite này mà chọn lựa hàng horolay? Thì bởi vì cái dòng granite, trong cái dòng granite thì những anh em kinh nghiệm, những anh em rành nghề, sành nghề thì cũng không xa lạ gì với cái dòng granite này. Thì trong các dòng granite thì granite horolay nó rất là đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì cái nước đen của bên trong nó không có nhiều nha cả nhà mình nha. Nó sẽ đá lửa tốt hơn và nó sẽ lanh lửa hơn. Và
và đồng nghĩa với đó là do hàng này là hàng ngoại nhập nên trữ lượng của nó cũng khá là kham, chứ nó không có dạt dào nhiều như những đá nội địa mà chúng ta có. Và chúng ta khai thác liên tục nha. Và đây là những cái sản phẩm, vâng, đây là những cái sản phẩm Garnet Horolay được mài, được chọn lựa ha. Chọn lựa và mài ra thì như cả nhà mình thấy đây đấy, thì thường thường là dòng Garnet nó hay có cái nước đen, thì cả nhà mình có thể thấy là màu đen và màu đỏ xen lẫn với nhau, và màu đen dày đặc như thế này thì nó là dòng Garnet nha cả nhà mình nha. Còn như những cái dòng khác như Sphenel thì cái nước đen này nó sẽ ít hơn. Và một cái điều đặc biệt nữa là trong cái đường lối chơi phân xét, thì khi chúng ta am hiểu một cái viên đá, chúng ta cắt những cái giác cho nó để cho nó có những cái hiệu ứng khác nhau ha, thì một viên đá dù có tệ chúng ta cũng có thể làm cho nó đẹp hơn. Và những cái viên thô như thế này đó, đây là những cái viên thô như thế này đây, thì để có những cái sản phẩm như thế kia thì bên L&G của em cần phải lọc những cái nơi mà nó trong ha cả nhà mình nha. Vâng, chọn lọc những cái nơi trong và bỏ đi những cái nơi rạn tạp hay là cam phèn hay là này nọ kia vân vân, những cái điểm không có được trong của viên đá chúng ta cần phải gạt bỏ. Như cả nhà mình có thể thấy đây, ví dụ như viên này đây, cả nhà mình có thể thấy là bên trong nó có một số bọt, thì phải sạc vô là tới đây ha, thì viên đá nó còn bé tí tẹo luôn. Và đó là lý do tại sao mà để có một viên đá to thì giá trị của nó hoàn toàn cao, và những viên đá nhỏ thì giá nó không có là bao nhiêu nha cả nhà mình nha. Đó, thì cả nhà mình thấy đấy, vâng, một ký về thì nói thẳng ra là chúng ta không mài được một ký sản phẩm nha. Nội mà cái việc sàng lọc, nội mà cái việc sàng lọc rồi sạc rồi bỏ lỗi bỏ bệnh rồi này nọ, thì một ký chúng ta chỉ còn lại được một chút mà thôi. Nên thành ra mong cả nhà của chúng ta ủng hộ bên L&G một cách nhiệt tình nha. Và tiếp đến em sẽ cho cả nhà mình xem những cái viên hình chữ nhật và những cái viên hình oval ha, size to. Thì đây là một cái viên hình oval đấy, em lau chưa có sạch đấy, như cả nhà mình thấy không, một cái viên hình oval. Còn đó nó cũng chưa sạch lắm cả nhà mình ạ. Đây 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 đây, đó, cả nhà mình có thể thấy là ha, lửa rất là lanh. Vâng, thì với cái dòng Garnet này thì những ai có thể sở hữu những dòng Garnet này thì những bạn nào, những anh chị em nào hoặc là những cô chú nào mà chúng ta mình hỏa thì chúng ta xài cái tông màu tím, đỏ và hồng của cái dòng Garnet này, nó sẽ là bổn mạng của chúng ta. Cả nhà mình lưu ý nha, những ai mệnh hỏa thì dòng Garnet này nó sẽ là bổn mạng của chúng ta. Và chúng ta sau khi giao lưu hoặc là sau khi hợp, sau khi chọn L&G làm nơi đặt niềm tin, thì sau khi chúng ta mua viên đá về, bên L&G sẽ tư vấn cho chúng ta cách để tái tạo năng lượng cho một viên đá và cách để chúng ta vận dụng phong thủy cho viên đá đó. Thì cái dòng Garnet màu đỏ, màu tím, màu hồng này nó là tương hợp của mệnh hỏa và nó sẽ là tương sinh cho mệnh thủy. Tương hợp là sao và tương sinh là sao, có một số bạn vẫn thường hay inbox và nhắn tin bên Zalo để hỏi bên L&G. Vâng, thì tương hợp á, nó là cái hợp với mình, nó là cái bổn mạng của mình. Ví dụ như viên màu đỏ, màu tím, màu hồng nó là tương hợp với mệnh hỏa, tức là nó là bổn mạng của mệnh hỏa. Và tương sinh cho mệnh thổ là vì sao? Vì khi nào mà các bạn mệnh thổ mình có những viên đá màu nâu, màu vàng, màu cam rồi, thì là chúng ta có bổn mạng rồi, thì cái dòng đá này nó sẽ giúp cho chúng ta gia tăng cái bổn mạng của mình lên, sinh sôi cái bổn mạng của mình lên đó, bởi vậy mới gọi nó là tương sinh ha. Và như cả nhà mình cũng có thể, cả nhà mình có thể kết bạn, nhắn tin
và nhờ bên LNG tư vấn qua Zalo, số điện thoại góc phía trên bên trái màn hình, hoặc là cả nhà của chúng ta có thể tìm đến Facebook của LNG một cách rất là dễ dàng. Thì Facebook bên LNG là Hồ Hữu Minh Tài nha. Nhưng mà chúng ta chỉ cần lên Google, chúng ta gõ là đá phong thủy LNG, hoặc là chúng ta gõ đá quý LNG ha, là nó sẽ ra cái Facebook chính của bên shop LNG cũng như là fanpage của LNG nhé. Rồi thì cả nhà mình ai chưa đăng ký kênh thì chúng ta có thể vô trong cái YouTube nha. Cả nhà mình lưu ý nha, nếu muốn đăng ký kênh để và đăng ký theo dõi những cái video của LNG chia sẻ về đá, chia sẻ về phong thủy hoặc là chia sẻ về cách chế tác, chúng ta ao ra hết, chúng ta gõ vô YouTube và chúng ta gõ là đá phong thủy LNG ha, là chúng ta sẽ thấy được cái kênh của LNG và chúng ta click đăng ký. Và đừng quên nhấn theo dõi, bật chuông thông báo cho những cái video sắp tới nhé. Rồi thì LNG xin chào các bạn nhé. Hẹn các bạn ở video sau, mình sẽ chia sẻ về dòng peridot được khai thác ở Gia Lai Việt Nam chúng ta, và sẽ cho cả nhà mình một cái video trên kênh của em, cho cả nhà mình xem những cái viên tinh thể thạch anh tóc hoàn toàn là thiên nhiên nha. Tại vì hàng thành phẩm thì có thể là chúng ta cũng đã thấy nhiều, nhưng mà hàng thiên nhiên cũng có và hàng thiên lôi nó cũng có luôn nha. Nó thành ra em sẽ cho cả nhà của chúng ta chiêm ngưỡng những cái viên tinh thể thạch anh tóc hoàn toàn là thiên nhiên, bởi vì những cái viên tinh thể nó tượng trưng như là những cái búp măng, và khi mà che hình thành là đều xuất phát từ những búp măng. Thì em sẽ cho cả nhà của chúng ta xem qua những cái viên tinh thể thạch anh tóc hoàn toàn thiên nhiên và đặc sắc rất là đẹp nha. Rồi thì em xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo cho những cái video sắp tới nha. Rồi em LNG xin tổng chào cả nhà mình ạ. Vâng, thì em quên cho cả nhà mình xem cái viên garnet độc lạ ha. Thì bây giờ em mới nối tiếp cái video để cho cả nhà mình xem. Thì cả nhà mình thấy có một số anh chị em ha, rất là thích những cái viên garnet độc lạ như thế này đó, để mà sử dụng cũng như là sưu tầm. Thì như cả nhà mình có thể thấy thì cái viên garnet này nó có những cái mảng và những cái y như là những cái cước y như là sợi tóc ha, y như là garnet chúng ta nó có tóc và nó có những cái điểm gom sáng. Cả nhà mình có thể là thấy là cái viên garnet màu đỏ này nó có những cái điểm gom sáng màu cam cũng như là những cái mảng màu cam ha, đó rất là thú vị đó. Bên trong có lẫn một chút màu xanh nhạt cộng màu xanh dương gì đấy đấy. Thì đây là những cái viên đá có tính chất riêng, đặc sắc riêng của nó, và nó là điều thú vị của một số anh em, một số fan cuồng về dòng garnet ha. Vâng, dòng garnet Horolite tuyệt đẹp này. Rồi thì em xin chào cả nhà nhé.